Chúng ta chuẩn bị ra. Hãy cùng nhau nào. Nhớ xưa con
đổi này như trật tự giao thông đường phố lạc nhau rồi. Thôi đừng cố, đèn xanh đèn đỏ nó tới vàng và nhưng hay là chạy thì chân buồn ta cũng may. Tiếng ra tương thuộc cũng như quán quen xưa, mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cưa. Nhiều tiền anh biết còn mình được ấm no, mà tiền nhiều như thế nên tôi chẳng má cho. Ta sợ mình đói lên lao vào kiếm ăn, rồi trái tim ta lạnh lạnh hơn một phím băng. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi, không ăn cùng nhau những công việc ta hay vội. Có những bản nhạc không nên hát cùng nhau, vì khi mà nhạc cất lên thì có ai mà cùng đâu. Lúc nghe rất vui những năm tháng đang chậm ấy, chứ không phải giống bây giờ anh còn phải có em gì mấy đó. Tay cầm đơn cầu mong mấy mong cầu, vì mọi quen lúc khó khăn. Nhưng ngày tháng giờ càng xa càng đến. Mình giàu, hai ta có nhiều. Và trên xe hơi có đủ tất cả. Chiếc xe cùi bé bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Dù mà hơi tu do nhưng có nhau đời thêm vui. Nhã xưa mình tính như món lệ đường, cái trứng gà đến ngay điều ước cũng đã thành thần. Thành phố mới lúc cạnh trần ta mất nhau, dễ gì gặp lại nhau. Sao ạ? Tay cầm đơn cầu mong anh có câu, vì mới phụ em lúc khó khăn. Những ngày tháng giờ nghe đạt với giờ Duyên hát thì các bạn có nghe giống với trong trong MV không? Hay hơn. Giờ là phải cảm ơn ban nhạc một tràng pháo tay đúng không ạ? Sắp tới là sẽ có một món khác nữa thì mong rằng các bạn sẽ ăn kèm được với bánh mì nha. Nếu mà chán bánh mì mình đổi sang món khác mình ăn. Xong rồi quay về bánh mì hai món đổi xong rồi sao có món khác ăn. Bây giờ mà ai đón được đúng cái món đó được tặng cho một chai dầu thơm nữa. Chính là bạn nhau luôn đó. Đạt chơi đúng thiệt. Đúng, Đạt đang nói thiệt. Ai mà biết rồi thì ai biết đâu, ai biết đâu. Ví dụ Đạt chưa quý với chá, ai chá, chưa, anh chưa bằng quý cái này. Đạt thế, Đạt nói thiệt. Rồi, ai giơ tay đón thử cho Đạt coi. Anh Đạt có cái bệnh đâu, cái gì, ông đó gì? Mất trí nhớ. Ông đó là gì? Phải xôi không? Xôi á. Phải xôi không ta? Đúng rồi. Hai chuyện mất trí nhớ, ví dụ mà nhậu mà khoe mà sáng mai dậy không nhớ đâu. Nhưng mà tại ba bố với anh là sao tặng nhau được. Vậy là anh đoán đúng không? Là anh phải tặng mình. Thường qua 8 tháng 3 các bạn thường hay mua cái gì để tặng cho ba mẹ mình? Hay là những người yêu thương? Bánh mì tôm á. Bây giờ thì cũng nên mua đồ ăn dự trữ đi. Đúng hợp lý, nếu mà trong năm nay thì nghĩ là tặng hóa trang là hợp lý nhất. Tình hình rất là căng luôn. Tình hình rất là căng. Những ngày tháng rất căng. Ok, và Đạt sẽ giải lao cho các bạn bên bên đánh chút xíu. Và chúng ta sẽ quay lại với nhau chút xíu nữa. Tầm 10 phút, 15 phút gì đó. Giờ Đạt đi tham quan thử xem ở đây có cái mùi hương gì nữa Đạt thích. Tại vì hôm bữa Đạt có ghé trải nghiệm thử. Và Đạt rất là thích cái kiểu này. Một cái mô hình rất là mới mà có thể là Đạt ít xài dầu thơm tại vì không có mùi nào mà Đạt ưng á, nhưng mà mình được biết đúng một cái mùi mình ưng á thì cái sở em rất là thích xài hoài luôn, thì mình mất nửa chai đấy nha cô. Ít xài dầu thơm đó, để giờ này nó tặng lại tắm không à, chứ không có xài có xịt tắm không à. Mình đứng xào quá không mày được. Biết sao Đạt cô bé cà phê chưa? Có ai muốn lên hát không ạ? Có ai bạn trai nào lên hát một bài tại tất cả các bạn gái ở đây không? Có hát không? Bà hát về hết luôn á. Hát là nghĩ sâu sớm á. Ngủ quên rồi. Nơi ở lại. Món quà của nó ba tặng cho tất cả các bạn ở đây. Ok, một tràng pháo tay nữa không ạ? Okay, nếu không thuộc lời thì có tất cả các bạn hát cùng. Ok.
phép chị Chibu nha, mình nếu mà chị có thể được cười. Chị cho em hát đi nha. Khúc tiếp theo, có vẻ nụ cười. Ok,
Rồi anh em chúng ta cùng ship lên vũ trụ nào. Cái bài này đó là mình không có được phá hoại môi trường á, vì ngắt hoa nên là quý vị nổ tung trái đất này. Ủa nhưng mà ngắt hoa cũng để tặng cho em chứ tặng mà cho em đâu có yêu cầu ngắt đâu đúng không? Nên đâu vậy? Thank you.
Hiên hát là đạt nổi ra luôn. Đạt hát gì cũng bắt môi luôn á. Đạt có một bài rất là vui. Mấy anh con trai thì rất là thích, nhưng mà mấy chị thì không bao giờ thích. Là tại vì anh sẽ về chứ không phải hôm nay. Bài em mới khi mà đã biết bài này á, đi đi đầu với những người anh của mình á, thì những anh của Đạt rất là thích. Tại vì cái câu đó nó nghe có vẻ hơi viral xíu. Giống như mỗi lần mà vợ gọi hay bạn gái gọi thì đang đi chơi thì sẽ nói là anh sẽ về như không phải hôm nay. Kiểu kiểu gì thì rất là mắc cười. Nhưng mà mấy chị á, thì mỗi lần mà nghe mấy anh nói câu đó thì mấy chị cũng chả thích tí nào. Nhưng em xin lỗi vì đã viết một bài nhạc như thế. Nhưng mà em mong là các chị hay là các anh cũng đều thích những cái khúc này của em. Và ca khúc được mang tên là V. Mời các bạn lắng nghe ạ. Thì Đạt sẽ rap và Du Yên sẽ hát. Ca khúc này cũng biết là khá là lâu rồi. Em thấy không ai bên cạnh, nhưng vết thương sâu không lành. Trong mong nhưng không hy vọng, xa dối đến nỗi đau lòng. Anh biết em thương ai nhiều, kể thuốc nỗi đau trong liều. Em muốn sao đâu không lành, em muốn anh ấy về thật nhiều. Anh đã đâu về đi một ngàn mất sầu. Em cứ đã quên quá.
mục của đại sư Du Yên. Thì sáng giờ chúng ta có lựa được cái mùi hương nào các bạn thích chưa? Có cái mùi nào vừa ý các bạn chưa? Có định hình được ở trong đầu là mình đã tặng cho ai cái mùi này? Mình tặng cho mẹ cái mùi nào? Mình tặng cho bạn gái mình cái mùi nào chưa? Bây giờ Đạt xong thì Đạt cũng sẽ đi... Đạt chưa có tặng quà cho tôi luôn. Yeah. Nhưng mà Đạt cũng đã chuẩn bị quà cho bạn rồi, nhưng mà không phải ở đây. Vậy hả? Ở ngoài hải phòng luôn. Là Đạt tặng bạn hộp bịch khẩu trang. Bịch khẩu trang, phô. Ủa không, hôm trước em... Hộp. Chứ em nghe nói là hôm nay Đạt sẽ qua đây lựa người hương cho em ạ. Giờ Đạt cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. À quên rồi phải không? Ý là Đạt chuẩn bị xong hết rồi. Nghe mắt hả? Ừ. Ok, thank you các bạn rất là nhiều ạ. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn trong một dịp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc nhỏ của Logan. Thì vừa rồi mình đã cho các bạn xem quá trình mình đi mua bộ sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa Fabo và Mora. Và cả buổi giao lưu gặp gỡ Đạt Chi và Du Yên nghe những bài nhạc ha. Thì bây giờ mình sẽ review nhanh cho các bạn xem là trong bộ sản phẩm này có những gì và chất lượng ra sao nhé các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy sản phẩm ra nha. Thì có một chiếc áo đựng trong túi nè. Và một hộp đựng chai nước hoa. Đây, để qua bên. Và giá trị của bộ sản phẩm đây nha, 2.8 triệu. Thì tạm thời là mình sẽ bỏ chai nước hoa qua một bên đi. Giờ coi cái áo trước. Đây, có chữ F by Fabo Nguyễn. Đó, thì đây chính là chiếc áo của chúng ta. Thì mua là các bạn sẽ được in cái số thứ tự dựa trên cái chai nước hoa mà bạn bóc được. Thì cái chai nước hoa của mình là mang số thứ tự 79 đó. Thì sẽ in số 79 lên. In ở bất cứ chỗ nào mình thích thì mình chọn in ở dưới đây. Và được in 4 chữ cái nữa. Thì mình in tên của mình ở trước ngực vậy thôi. Và được in logo của Mora ngay đây nữa nè. Ngay phía tay áo. Đằng sau thì sẽ có logo của Fable và Mora nha các bạn. Thì mình cũng đã xem được chữ ký ngay đây luôn nè. Quá đã luôn. Ok, thì áo rất là đẹp và chất lượng miễn bàn rồi. Không có gì để nói cả. Rất là đẹp luôn. Còn chai nước hoa thì mình hơi thất vọng chút xíu thôi. Cũng không hẳn là chút xíu nữa. Thì các bạn xem đây. Thì về chất lượng hộp á ha, mình thấy thiết kế hộp cực kỳ khó chịu luôn. Làm rỗng hai bên đầu. Như vậy á ha, cầm rồi lỡ gớp thì sao. Nè, thả ha, là làm cái hộp kiểu mở từ ở dưới lên đây. Thì có cái phần hít gì này nọ thì ok. Còn lấy ra bên trong nha, thì chỉ có mỗi là cái tấm tấm thẻ cảm ơn và chai nước hoa vậy thôi. Không có túi vải đựng hay bọc cái gì luôn. Mình thấy gói như vậy còn thua mấy cái chai nước hoa mà bán đại trà trong cửa hàng luôn các bạn. Thì đây chính là tấm thẻ cảm ơn nha. Thì mình cũng đã xin được chữ ký của anh Fabo, của Đạt Chi và Du Yên luôn. Ký lên tấm kẹt. Rồi sau đó đem ép lắc tích này nọ luôn nè. Rồi đây là thư cảm ơn mình xin phép chia tên nha. Đó, trên tay bạn là phiên bản collab đáng mong đợi nhất của Mora và Fabo Nguyễn trong năm nay. Ok, lấy qua một bên. Đó, còn đây là về phần chai nước hoa 2.8 triệu. Phần nắp với lại phần label thì được mạ vàng 18K. Ở trên thì có đính viên đá. Thì nhìn sơ qua cũng ok, nhưng mà tiếc cái là cầm trên tay á, vừa mở sản phẩm ra là mình thấy là khá là chày. Hơi nha. Ngay cái hút chỗ chấm tròn này nè, còn có dính tí keo nữa luôn á các bạn, không hiểu sao luôn. Đó.
để tháng 3 2020 số thứ tự cái chai là số 79 nè. Giới hạn mong là sẽ không restock nữa. Trên đây thì có đính cái viên đá mà tức ghế các bạn, giờ chưa kịp làm gì hết á, đụng nhẹ thôi viên đá này nó xuất ra luôn rồi, mình phải dùng keo để mà dán lại á. Rồi ok, thì review nhanh bộ sản phẩm thì có như vậy thôi, nói chơi chơi thôi chứ vẫn phải giữ thôi, tại mua hàng collab mà. Đó thì cảm ơn các bạn đã xem video của ngày hôm nay của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Nếu các bạn thích thì hãy like, share, ủng hộ và đăng ký kênh cho mình nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.